tiếng vang ít nhiều như thế nào đó. Rồi ví dụ đây đi, Lão Hoàng đẩy tiếng vang lên. Lê, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mọi người lấy cái tai nghe đi, đeo vô để nghe được coi là cái tiếng vang của cái con này phải nói một điều là cực kỳ hay luôn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Ngày hôm nay, Lê Hoàng xin được phép làm clip này để giới thiệu cho anh chị và các bạn một combo dùng để thu âm, live stream rất là xịn sò luôn. Với cái combo như thế này là anh chị và các bạn, chúng ta có thể kết nối và chúng ta có thể chỉnh hát ngay lập tức với chất âm hay như là anh chị và các bạn đang kết nối với những phần mềm thu âm mix nhạc hiện nay. Nhưng mà cái bộ này không có cần phải qua phần mềm gì hết, gắn dây vào là chúng ta có thể hát hay ngay lập tức. Đó là sự kết hợp giữa con mixer DB Acoustic MX6, Micro Mackey M89D, rồi tai nghe Audio Technica ATH-M20X, đầy đủ phụ kiện, dây nhợ, dây live stream này kia cho anh chị và các bạn về chúng ta kết nối sử dụng. Cái con mixer DB Acoustic này Lê Hoàng đã có chia sẻ trước đó rồi, nhưng mà ngày hôm nay Lê Hoàng sẽ nói cụ thể hơn cho anh chị và các bạn chúng ta hiểu về cái con này. Đây là một dòng mixer số. Cái con này này chúng ta sẽ chỉnh được bằng cảm ứng đó, cảm ứng ở trên đây, hoặc là có một cái bút cảm ứng để chúng ta nhấn vào, hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh trên những cái nút ở đây luôn. Đó, màn hình của chúng ta ở đây là màn hình hiển thị LCD, màn hình màu rất là đẹp và rất là dễ nhìn, trực quan. Và cái con mixer này này nó hay ở chỗ nào? Ở trên đây nó có đầy đủ cho chúng ta chỉnh được đường micro nè, đường nhạc nè, effect nè, có nghĩa là hiệu ứng tiếng vang, echo, reverb, delay nè. Đó, rồi đường output ra như thế nào. Rồi, trong đây Lê Hoàng sẽ chỉnh chi tiết cho anh chị và các bạn hết rồi. Trong này nó sẽ có nén tiếng như thế nào, rồi chỉnh EQ như thế nào, sao cho nó hay. Thì anh chị và các bạn về, chúng ta chỉ cần là chỉnh cái âm lượng tổng là được rồi. Ví dụ micro lớn nhỏ như thế nào đó, tùy chúng ta. Ví dụ đây ha, micro lô 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, chúng ta thể chỉnh cho nó phù hợp với tiếng nhạc. Rồi music cũng vậy, đó, chúng ta chỉnh. Rồi effect, tiếng vang ít nhiều như thế nào đó. Rồi ví dụ đây đi, Lão Hoàng đẩy tiếng vang lên. Lê, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mọi người lấy cái tai nghe đi, đeo vô để nghe được coi là cái tiếng vang của cái con này phải nói một điều là cực kỳ hay luôn. Đó, Lê, Lê, 6, 6. Đó, Lê Hoàng đang chia sẻ thì Lê Hoàng sẽ không mở tiếng vang nhiều. Rồi, đầu vào, đầu ra, âm thanh cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, với sự kết hợp của cái bộ này, anh chị và các bạn có thể live stream, thu âm vào điện thoại, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với âm ly, loa kẹo kéo để cải thiện cho âm ly loa kéo của chúng ta hay hơn. À, cái dòng này thì ở nhà chúng ta hát karaoke là như ca sĩ luôn rồi đó. Ok, bây giờ Lê Hoàng sẽ mở một cái đoạn nhạc cho anh chị bạn cùng nghe nha. Chắc chắn ha. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ hát một cái đoạn đi. Hát thì Lê Hoàng sẽ đẩy cái tiếng vang lên. Lê, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Rồi giờ mở một cái bài hát đi. Alo, 1, 2, 6, lên, lên. 10 năm rồi anh xa em, như chim xanh quen tổ tôi tình. 10 năm rồi em bơ vơ, ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ. Một người đi quên neo về, người tình ơi sao vẫn chờ, sao vẫn đợi, vẫn chờ tình anh cho buồn tuổi xanh. 10 năm rồi anh lanh quanh, vui say trong câu hát nụ cười. Tình yêu đầu anh buông trôi, đi theo lời thề non hèn biến. Giờ còn đâu bao lời thề, đã thành mây bay không về. Nay trong đời chỉ còn em thôi, hỡi người tình ơi. Hôm nay anh về chiếc miếng bóng xê, đường quanh có, dù quanh có cũng có lối về. Lối đi về ngập đầy hương hoa, người tình ta đó. 10 năm qua như một giấc mơ, hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ. Mãi đi tìm hình bóng vu vơ, chân lạc loài chân bước ngu ngơ. Tình yêu nào đưa chân anh, thôi lanh quanh quay trở về nhà. Tình yêu đầu em cho anh, chưa một lần thề non hèn biến. Mà tình yêu sao vẫn đầy, lòng thủy chung em vẫn chờ. Anh bây giờ chỉ còn em thôi, hỡi người tình ơi. Lô, lô. Đó, nó tùy mọi người thôi nha. Mình có thể chỉnh được tiếng mic, rồi tiếng nhạc, rồi tiếng vang, ít nhiều tùy chúng ta nha. Đó. Rồi một bài nhạc trẻ đi. Khi mình còn chung lối, em vẫn nói với anh rằng dù mình có xa nhau nhưng em vẫn không đổi thay. Và anh cứ thế mơ mộng khúc hát yên bình, hạnh phúc khi có em. Rồi sự thật về em đã làm anh khổ đau. Anh đã không khóc hết nước mắt cùng vì em. Đến bây giờ em đã có người thứ hai. Xin đừng chạm vào anh nếu như em không còn chân tròn. Bởi vì yêu em nên đôi lúc anh cứ tự dối mình. Vẫn tin rằng vì yêu anh em sẽ không có người thứ hai. Tình đừng chạm vào nhau, anh chỉ mong được sự yên bình. Bởi vì em đã mang đến cho anh ước mơ quá nhiều. Yêu em nhiều, khóc cũng nhiều. Mà tại sao em vẫn cứ mãi lừa dối anh? Đó, mọi người thấy như thế nào? Cái tiếng vàng quá là ok, đúng không? Lê Hoàng giảm tiếng vang để dễ chia sẻ cho anh chị và các bạn. Cái dòng mixer này á, nó vừa là sự kết hợp giữa một cái con mixer nè, rồi một cái con vang nè, rồi một cái con nén tiếng nè, nâng tiếng nè. Và giống như là anh chị và các bạn là chúng ta xài phần mềm thu âm á, thì trên phần mềm khi mà Lê Hoàng cài cho anh chị và các bạn thì nó sẽ có những cái plugin tương tự như Lê Hoàng vừa chia sẻ. Thì trên cái con mixer này nó cũng có sẵn hết trong này rồi. Anh chị và các bạn chúng ta về nhà chỉ cần kết nối đơn giản thế này thôi. Đó, dây micro, rồi dây lấy nhạc vào, rồi dây livestream thu âm, tai nghe. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi là chúng ta có thể sử dụng rất là ok rồi. Thì anh chị và các bạn nào mà chúng ta muốn có một cái bộ thu âm livestream phải nói là hay, nghe nó đã tai, thì liên hệ cho Lê Hoàng để mình order ngay
một cái combo kết hợp mixer DB Aquatic M6 Micro Mackie M89D của Mỹ, tai nghe audio Technica ATH-M20X của Nhật, đầy đủ phụ kiện. Rồi thì anh chị bạn nhớ liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại là 0989737960, có Zalo. Và anh chị bạn nhớ nhấn nút subscribe đăng ký kênh YouTube của Lê Hoàng, để khi Lê Hoàng có đăng clip lên á thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ nhận được ngay lập tức nha. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.